Xin chào tất cả mọi người, mình quay trở lại với một cái video và một cái sản phẩm mình mua được trên Shopee. Thì cái sản phẩm này là một cái sản phẩm máy đo tốc độ gốc kỹ thuật số với màn hình LCD. Đó, các bạn có thể nhìn thấy. Với cái giá thì nó khá là rẻ. Ở đây thì mình chưa thấy ở đây. Giá đây các bạn 133.000 nhé. Đó, địa chỉ gửi hàng từ Trung Quốc, Quảng Đông. Các bạn có thể nhìn thấy. Và khi mình nhận hàng xong thì mình chưa có thời gian làm cái video đó. Và mình cũng đã tò mò và bóc ra luôn từ đầu. Thì đây các bạn có thể thấy là một cái đo tốc độ với một cái giá thành phải nói là vô cùng rẻ. Và ngày hôm nay thì mình làm video cho các bạn có thể tham khảo xem là nó rẻ như vậy thì chúng ta có thể dùng được hay không. Đó. Nhưng chỉ tiếc rằng là với một cái máy này, nó đo yêu cầu chính xác thì chúng ta cần phải dán một cái phản quang như này các bạn. Phản quang để chúng nó có thể nhận diện được tốc độ của motor. Ngoài ra thì bên trong không còn gì cả. Đó. Không có hộp luôn. Made in Trung Quốc. Đó. Quay trở lại với cái sản phẩm thì nó bao gồm một cái sách hướng dẫn bao gồm mấy tờ giấy như này, 4 tờ giấy. Và trên cái sản phẩm này là cái model DT2234C Plus, bao gồm có hai nút ấn thôi, nó không phải là lên trên xuống dưới đâu các bạn. Không biết có phải đúng không? Mình nghĩ rằng nó chỉ là một cái nút ấn thôi. Nút này cũng vậy. Nó chỉ là một nút ấn thôi nhưng nó thiết kế dài. Đây chính là nút để đo này. Còn nút này là chính là chữ ký hiệu viết tắt của memory, tức là chế độ nhớ. Có nghĩa là các bạn khi đo xong các bạn sẽ ấn lại để chúng ta xem được nó vừa đo là bao nhiêu. Và cái loại máy này nó sử dụng đo bằng laser, các bạn có thể nhìn thấy. Đó, sử dụng đo bằng laser chứ không sử dụng theo kiểu trực tiếp vào trục motor. Đấy các bạn nhìn thấy. Laser. Đó, đằng trước đằng sau seri, không có tên thương hiệu. Mình không nhận thấy có tên thương hiệu nào cả. Đó. Và khi nhận hàng thì nó sẽ không có bao gồm quả pin 9V như thế này. Mình đã tạm thời lấy một quả pin ở cái thiết bị khác. Bây giờ thì mình sẽ đo kiểm chứng xem là cái này nó đo có chính xác tuyệt đối không, hay là nó có độ xê dịch hay không nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ sử dụng với một cái motor 3 pha không trổi than, hay còn gọi là motor brushless. Và cái motor này là motor 24V DC, nó để luôn thông số ở đây các bạn có thể nhìn thấy là DC 24V. Tốc độ của nó là 1625 vòng trên phút. Với cái tốc độ này nó sẽ không thay đổi cho dù các bạn thay đổi điện áp, trừ khi các bạn điện áp đổ vào là quá thiếu. Đó. Từ 12V đến 24V, thậm chí là các bạn có thể cho cao lên tầm 27V nếu như mạch còn chạy được, thì nó vẫn giữ nguyên là cái tốc độ 1625 vòng trên phút. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng với một cái điện áp cấp vào. Motor này mình đã đấu cho nó chạy luôn, cái vỉ mạch này là nguyên bản. Nên các bạn nhớ chú ý rằng nó sẽ là cái tốc độ chuẩn. Ở trên cái motor này thì mình nói qua luôn cho các bạn thấy rằng cái motor này rất là hay. Nó chỉ sử dụng điện áp 24V và map. Ngoài ra chân 1, chân 2, chân 1 thì nó đề chữ Nhật ở đây, mình chả hiểu nó là chữ gì cả. Còn chân 2 có chữ on off, có nghĩa là tắt mở. Chân tắt mở thường được đóng với âm nguồn thì máy sẽ chạy. Bây giờ thì mình sẽ cho nó chạy nha các bạn. Và để đo được cái motor này thì tất nhiên là cái sản phẩm này nó cần phải dán một cái phản quang để nó đo được, chứ không thì nó trắng như thế này thì các bạn có thể nhìn thấy rằng nó chả nhận diện được đâu là một vòng cả. Bây giờ mình sẽ cho chạy thử nhé. Mình đang cấp điện áp 12V. Bây giờ mình sẽ đo thử này. Đó, các bạn thấy rằng nó sẽ chả hiện được cái gì cả. Bây giờ sang bên này. Đây, mình sẽ đo cái chiều này, nó có một cái tờ giấy. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy rằng nó sẽ đo nó không chính xác. Đây, nó lên đến 3200 vòng trên phút. Như vậy nó hoàn toàn không chính xác.
Bây giờ muốn chính xác được thì các bạn sẽ phải dán cái giấy phản quang của nó, hoặc là mình sẽ sử dụng với một cái để nó nhận diện được, có nghĩa là nó quay về ban đầu một vòng thì mình sẽ dán bằng dính đen. Đây chính là băng dính đen, không cần phải cái phản quang của nó nha các bạn. Mình sẽ dán trực tiếp vào đây thì nó sẽ đo đạc chính xác hơn là so với dán ở đằng sau này. Dán sau này thì nó phải dán theo một góc này, các bạn sẽ đo ở cạnh này. Còn dán đây thì nó không có tem mác gì cả, nó sẽ chính xác hơn. Đó, các bạn thấy rằng motor đã chạy rồi. Bây giờ mình sẽ đo nhé. Một nghìn sáu trăm hai mươi lăm vòng trên phút. Bây giờ mình sẽ ấn lại này. Đây chế độ nhớ này. Chế độ nhớ này. Đó. Nhớ trạng thái này. Còn cái này là mình sẽ đo trực tiếp. 1625 vòng trên phút nha các bạn. Bây giờ mình sẽ kiểm chứng lại xem có chính xác không. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Chính xác đến tuyệt đối luôn là 1625 vòng trên phút luôn. Còn đối với cái tốc độ nó lên tới 10.000 hay là 99.000 vòng trên phút thì không biết nó còn chính xác hay nữa hay không. Nhưng mà tạm thời với cái tốc độ này là chính xác hoàn toàn. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang đo thử cái quạt gió xem là tốc độ như thế nào. Đây chính là chiếc quạt gió mà mình đã chế từ cái motor của photocopy. Nó cũng chạy với cái mạch nguyên bản. Những cái nào nó còn mạch nguyên bản nó chạy được thì chúng ta sẽ tận dụng nó tốt hơn là chúng ta mua bên ngoài. Nếu như cái nào nó không có thì bắt buộc phải sử dụng cái ESC ngoài. Bây giờ thì mình sẽ cho nó chạy cái tốc độ và mình sẽ đo. Ở đây mình đã dán sẵn luôn cái giấy phản quang rồi các bạn, và chúng ta sẽ đo mép này. Các bạn có thể nhìn thấy trên cái đồng hồ lúc này của mình đang báo là 1212 vòng. Đây là do tay mình nó bị dịch chuyển. Đây 15 vòng các bạn. 1200. Đó. 1200. Và mình sẽ thử đo với cánh quạt này cho các bạn nhé. Mình sẽ đo trực tiếp cánh quạt mà không đo vào trục motor nữa. Xem có chính xác không. Nó lên tới 3613 vòng trên phút. Và cái này là cái tốc độ mà nó đo được của ba cánh quạt. Vì vậy nếu như mà chúng ta đo với cánh quạt như này thì mình nghĩ rằng sẽ phải lấy cái số liệu đó 3600 như này chia cho 3, có nghĩa là nó có 3 cánh quạt, nó sẽ đếm được như vậy. Thì chúng ta sẽ phải chia cho 3 nha các bạn. Đó. Như vậy là cái đồng hồ này nó đo khá là chính xác. Mặc dù chúng ta cần có một cái dán phản quang thì mới đo được. Đó. Và mình không biết rằng là những thiết bị đắt tiền thì hình như là nó sẽ không cần tới cái dán phản quang mà đo trực tiếp trên trục. Mình cũng không hiểu cái nguyên lý hoạt động như thế nào. Còn cái này thì nó đo theo có một cái nguyên lý cũng đúng thôi, bởi vì là chúng ta cần phải dán như này thì chúng ta mới biết được khi nó quay về một vòng này thì cái đèn laser này nó xuất ra một cái tín hiệu và nó sẽ phản chiếu lại. Bên trong này mình nghĩ sẽ có một cái mắt và nó sẽ nhận diện được là chúng ta đang đo cái này nó chạy theo bao nhiêu lần thì nó sẽ quy đổi ra trên cái màn hình hiển thị của chúng ta, chúng ta có thể biết được. Đó. Và bây giờ mình sẽ tháo luôn cái này cho các bạn xem, tham khảo bên trong xem nó như thế nào nhé. Những cái sản phẩm mới mà mình chưa được tháo ra bao giờ thì mình cũng rất là tò mò, mình sẽ muốn tháo ra xem bên trong nó như thế nào. Và mình nghĩ rằng cũng sẽ rất là nhiều anh em thích như vậy, nên mình sẽ tháo luôn cái ốc của nó ra, bung bên trong ra xem nó như nào. Sản phẩm này nó chỉ có 4 con ốc thôi. Đây các bạn, một cái màn hình hiển thị IC thì nó sử dụng theo cái kiểu trực tiếp trên vỉ luôn, chứ không cắm không dán. Đây mình nghĩ rằng đây chính là cái mắt phát laser, tia laser. Còn cái mắt này mới là mắt nhận cái độ phản quang lại. Đây các bạn có thể nhìn thấy, đây chính là cái mắt nhận. Đó. Tia laser này thì mình nghĩ rằng nó cũng giống như kiểu hồng ngoại vậy. Đấy là mình nghĩ vậy. Thì nó phát tia laser ra và nó sẽ phản chiếu về cái mắt nhận này. Nó sẽ đo đạc và tính toán, rồi chip xử lý sẽ đưa ra cái thông số trên này. Nó chỉ có vậy thôi.
Đây là một cái kính, nó dạng như là kính thấu kính đấy các bạn. Đó. Bây giờ thì mình sẽ bắt vào. Loại này nó sẽ không có bảo hành gì cả. Sản phẩm trừ từ Trung Quốc. Cũng như là kể cả có bảo hành thì mình cũng sẽ tháo ra cho các bạn xem nó như thế nào. Và đây chính là một cái sản phẩm phải nói là giá rất là hợp lý để chúng ta có thể sử dụng đo đạc. Mặc dù mình chưa test được với cái loại motor nào nó lên tới 99.000 vòng trên phút giống như là cái model này có thể đo được xem còn chính xác hay không ở với tốc độ cao. Tuy nhiên là với tốc độ thấp thì chúng ta có thể đo được nó rất là chính xác rồi. Đó. Một cái sản phẩm rất là hay. Sử dụng đo bằng laser đàng hoàng. Rất là chuyên nghiệp. Rồi và mình sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like, chia sẻ và nhớ đăng ký để xem những video lần sau.